tham vọng, chứa đựng ước mơ, chứa đựng những cái những thăng điểm. Đấy, thế thì bên cạnh đấy là có gia đình, tình yêu này kia, ok, cho hết vào. Thế là chúng ta đi và kéo theo rất nhiều những cái thứ đồ đạc đấy với mình. Thế xong đến khi mà 40 tuổi ấy, thì nhìn lại cái chặng đường mà mình kéo theo cả cái vali đấy, mình có mệt không? Có. Mệt chứ. Mệt vì sao? Bởi vì mình phải luôn phải cân đối. Mình luôn phải cân đối giữa yếu tố sự nghiệp và gia đình. Lúc nào nó cũng là như thế. Rồi con cái nữa chứ. Tức là nó lại thêm một cán cân nữa. Và nó không hề dễ dàng để cho mình có thể chu toàn được hết. Thế thì bắt buộc là khi đến 40 tuổi, nếu như mà, như chị, cá nhân chị thôi nhá, chị là người tự nhìn nhận và chị tự thấy rằng là mình cần phải cân bằng. Mặc dù mình đã cân bằng rất tốt với quãng đường vừa rồi này, nhưng mà nó chỉ là cân bằng về vỏ bề ngoài thôi. Thế thì bây giờ cái thật sự trong tâm hồn của mình có cân bằng hay không ấy, thì điều đấy quan trọng hơn là việc người ta nhìn thấy mình có phải là người cân bằng không. Đấy, thế thì cái việc mà nội tâm của mình được cân bằng thật sự ấy, thì nó sẽ thể hiện bằng hành động một cách rất tự nhiên, chứ không phải là phải cố tạo ra. Thế thì ai cũng thế thôi, chị nghĩ ai cũng sẽ đến một cái, đến một cái ngưỡng cửa là cần phải làm thế nào để bước đi nó thật là khoan thai thật sự. Thế thì ở 40 tuổi, hơn 40 tuổi này của chị thì chị thấy là mình đang có một cái cần cho gia đình hơn. Và từ cái việc mà mình dành cho gia đình mình hơn, tức là gì, mình lớn lên cùng con. Vì con mình nó sẽ rất là nhiều thứ cần cái sự chia sẻ về công việc, về cuộc sống, về kinh nghiệm sống của mình. Vì các con nó lớn mà, thì mình phải là người gần con. Lúc này công việc nó sẽ là đều liên quan đến việc, từ cái việc là mình chia sẻ với những người gần với mình nhất, là gia đình của mình, là mẹ, là chồng, là các con và những người bạn bè thân nhất ở xung quanh mình. Dần dần ấy, thì tất cả các mối quan hệ liên quan rộng, rất rộng của nhiều, của trải qua ba cái vòng lớn ấy, thì những người nào ấy thật sự thân với mình, họ sẽ tiến vào cái vòng trung tâm nhất. Và cái vòng đấy sẽ là cái vòng, mà không phải lúc nào cũng là cái vòng trung tâm đấy là từng đấy con người nhé. Đôi khi họ sẽ cũng từ cái vòng đấy và sẽ đi ra vòng 2 và bước ra hẳn vòng 3. Thế thì mình hằng nói là đôi khi em cũng sẽ cảm thấy có một sự trông tranh nào đấy nhất định trong cuộc sống của mình, là giữa tham vọng và giữa sự cân bằng. Không sao cả đâu, bởi vì nó không có gì phức tạp cả. Và cái cuối cùng ấy, cái để trả lời cho cái câu là mình là ai ấy, nếu như em vẫn còn có thể băn khoăn như thế và em lựa chọn cái sự bình lặng ấy, giống như chị chọn sự bình lặng ấy, thực chất là mình lựa chọn với cái tôi nguyên thủy, tức là mình vẫn là một đứa trẻ từ đầu đến cuối. Tức là nó vẫn nhẹ nhàng như thế, nó vẫn trong sáng như thế, nó vẫn nhìn đời hồn nhiên đơn giản như thế thôi. Dù cho bất kỳ điều gì khó khăn ấy, thì một đứa trẻ nó vẫn đứng lên được mà. Giống như là những bước đi đầu tiên em đã quan sát con em đúng không? Từ lúc lẫy cho đến lúc đi, nó ngã mà, đau chứ, nhưng mà người lớn động viên, cố lên con, đứng lên mà đi. Thế thì mình cũng thế thôi. Tất cả mọi khó khăn ấy, đối với chị thì tự bản thân của chị sẽ tự động viên mình, không sao hết, vấp ở đâu đứng lên ở đấy. Và đối với mình mọi thứ, luôn nhìn mọi thứ thật là đẹp nhất. Đấy có phải lý do vì sao mà trong vài năm trở lại đây thì em nhìn thấy một hình ảnh chị Khánh Linh gần như mình nói thế nào nhỉ, mình chút bỏ được những cái tấm áo nó gồm rất nhiều hạt đính cườm rồi nặng nề, rồi chút bỏ được đôi giày có gót, và thay vào đó là nhìn thấy những cái hình ảnh chị Linh rất là mộc, rất là đời thường. Tôi nghĩ là ít thấy có ca sĩ nào mà sẵn sàng gọi là ngồi ở bể bơi của khách sạn đúng không ạ, và cầm micro của khách sạn và hát cùng với cả ông xã của mình này, rồi những chuyến đi ở các trang trại ở núi đồi, sẵn sàng gọi là ngủ lều, gọi là bỏ qua tất cả những cái xa hoa của cuộc sống mà người ta tưởng tượng về sân khấu và showbiz, và chị còn gọi là dám mang cái điều đó ra thể hiện với mọi người, cho mọi người thấy một cái tôi rất là mộc, rất là thật của mình. Tôi nghĩ đây cũng là một cái sức mạnh đúng không ạ? Một cái sự mạnh mẽ rất lớn để làm được điều đó đúng không ạ? Đúng thế. Ví dụ như là chị thấy rằng là có nhiều người họ có thể lựa chọn một cái sự khoe đi. Mình dùng từ rất mộc gọi là khoe nhé. Từ trên mạng gọi là flex đúng không? Flex. Thế thì mình chỉ khoe những gì mình có.
Mình khoe những gì mình có, mình đang khoe. Ví dụ như bản thân chị đang khoe, khoe sự thảnh thơi, khoe cái sự mà tìm thấy bình an thật sự ở đâu. Thứ nhất là mình tìm thấy bình an với bạn bè, với gia đình. Và tiếp nữa là mình làm gì để mình tái tạo năng lượng ấy. Nó chính là đi ra thiên nhiên. Đấy là cách hay nhất, thay vì là mình sẽ đi mua một bộ quần áo hay là mua một chiếc túi hay một đôi giày đắt tiền không. Với Linh tất cả mọi thứ đều là rất phù phiếm. Nhưng mà những thứ mà mình thấy rằng là nó là một tài sản không bao giờ mất đi, đó chính là thiên nhiên. Thì đấy là thứ không bao giờ mình sở hữu được. Thì mình luôn luôn nghèo. Mình sẽ luôn luôn nghèo. Thế thì làm gì để mình giàu được ấy? Mình giàu là giàu từ tâm hồn. Và cái sự tâm hồn đấy nó sẽ giúp cho mình cảm thấy giàu có hơn bao giờ hết. Mình sẽ luôn được chia sẻ với mỗi nhận thức của mình, mỗi một bước chuyển hóa của bản thân về nhận thức, về rất nhiều thứ. Rõ ràng là cuộc sống nó chuyển động mà. Và cá nhân mình cũng chuyển động, suy nghĩ của mình chuyển động mỗi ngày. Nó không phải là hôm nay là vẫn thế, ngày mai nó vẫn thế đâu, không hề. Chúng ta thay đổi nhiều lắm, thế thì nó mới có cái gọi là cái tôi nguyên thủy, rồi là cái tôi về vai trò. Thực ra bao nhiêu năm qua chúng ta đang sống với một cái tôi vai trò cực lớn, đặc biệt là những cái người nào mà phải làm việc công việc về tiếp xúc với công chúng. Rõ ràng là cái tôi khoác lên cho mình mặt nạ nữa. Có đấy, bắt buộc. Như chỉ là người ta dùng cái mặt nạ đấy vào mục đích gì. Đấy, nếu như nó là mục đích tốt không sao cả. Đấy là điều kiện cần và đủ để họ làm được thật tốt cái công việc của họ. Nhưng nếu như cái tôi mặt nạ đấy họ dùng để làm một cái việc xấu ấy, thì điều đấy rõ ràng là rồi họ sẽ tự nhận được một cái kết quả mà họ sẽ không bao giờ ngờ tới. Chúng ta không có chê bai, phê phán gì hết. Đấy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người trên 40 tuổi. Cần phải tập luyện cho mình mỗi ngày. Tức là đừng có Không phán xét gì hết. Đấy. Và không suy đoán nhá. Đấy. Nếu như gặp một vấn đề gì mà hình như có vẻ không hay lắm ấy, thì cách tốt nhất đó là hãy đối diện với nó, đối mặt với nó và đừng suy diễn gì hết. Nguy hiểm nhất của con người đó chính là sự suy diễn. Bởi vì nếu mà rõ ràng nó đã xảy ra đâu, hoặc là một nỗi sợ mơ hồ nào đấy. Thực ra chị thấy là mọi người bị sợ nhiều thứ lắm. Sợ trong cái tưởng tượng của mình đúng không ạ? Đúng. Nếu thế thì hãy tìm đọc được cuốn sách gọi là Vượt qua nỗi sợ. Bạn sẽ tự dưng là có một cái sức mạnh rất lớn để bạn có thể bước qua được hết tất cả mọi thứ. Đồng thời biết đâu bạn có thể giúp được cả những người mà hay sợ hãi. Ví dụ như mẹ mình chẳng hạn. Đấy là một cái điều mà sợ của mẹ mình là gì? Sợ mình sẽ gặp phải điều gì đấy buồn phiền, rồi là vấp ngã hoặc này kia. Không, mình hãy làm một cái trụ thật vững cho mẹ mình đi.